Hiện trường ô tô đâm loạt xe máy ở Hà Nội khiến 17 người bị thương. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô con và 17 xe máy xảy ra tại ngã tư Võ Chí Công, Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ vào hồi 16 giờ 07 phút ngày 5 tháng 4. Cụ thể, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang biển kiểm soát 29A-08312 lưu thông theo hướng từ cầu Nhật Tân đến cầu Giấy. Đến ngã tư, ô tô bất ngờ tăng tốc lao vào loạt xe máy. Cơ quan công an cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô là ông HNV, sinh năm 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội. Khi xảy ra tai nạn, ông V đón vợ đi khám bệnh trở về nhà. Ngay khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, công an phường Xuân La và công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường để cứu giúp các nạn nhân bị nạn. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng, 17 người bị thương. Qua kiểm tra nhanh, tài xế V không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng chục xe máy và người nằm la liệt trên mặt đường, các mảnh vỡ của xe máy văng ra khắp nơi. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang tích cực hoàn thiện hồ sơ của vụ tai nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.